chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Bạn để xin cái lông cánh thông điều cái nhỉ? Đó, Tết là lông gà. Tết lông gà. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Hôm nay anh em mình có một đoàn khách rất quý ở trên Bắc Giang. Để mọi người nhìn con chim có đoán được chương trình không? Nghe nhạc đoán được chương trình không? Đây là cắt lớn. Hôm nay mấy anh em chơi chim ở trên Bắc Giang xuống chơi. Anh em mình vừa đi săn về thì mình sẽ post ý mấy cái ảnh, mấy cái cảnh săn được chim. Đuổi chim ấy. Nhưng mà cũng hơi tiếc một tí là cũng không được mấy. Hôm nay nó nói chung là hơi đen. Chim nó tạt bay lên thụt quá. Đây là bữa trưa và anh em mình chuẩn bị đang ở ngoài đồng này. Cá nướng. Cá lông. Gà nướng cả lông đấy. Đây là gà nướng cả con. Đây cho Mao Đệ cầm chim này. Em cầm nhá. Ngon. Bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục săn mấy cái con chim ở ngoài kia để đấy. Đi. Thế thì có bắt con chim kia. Đi trong tí nữa vào uống bia sau. Ok. Anh em mình vừa đến bắt đầu đến bãi chim săn nha mọi người nhé, bãi săn chim nhé. Khu này rất là nhiều chim, mình hay đi câu ở cái bãi hồ bên kia kìa nên biết đấy. Mày chết này, được không? Chết rồi. Nói chung là đi săn chim này khổ lắm mọi người. Thằng nào cũng chơi. Bắt đầu là nếu mà đi không có giày dép ủng nước thì đi lộn nước này chết dở. Cỏ gai này nó cứa thì thôi rồi đấy mọi người nhé. Đấy, sụt thì kích điển. Bây giờ bắt đầu mình tìm con chim nó cắp một con cò lửa đi đâu nữa đây này. Phải nói là hình như đằng kia kìa anh ơi. Quên gì? Cò lửa. Ôi dồi ôi, cua kìa. Nói chung là rất là mệt. Phải nói chung là mấy anh thì đam mê kinh điển mới gọi là chơi được cái món chơi chim này. Chính là chơi chim. Ui da. Sụt kinh điển. Có những phát anh Trung còn thụt một phát đến tận cổ. Phải có lửa không anh? Ôi, có lửa mọi người nhá. Làm một em rồi. Vào kho. Cho em xem con sản phẩm. Ôi, con kia nó có vô ổng đấy. Đây, con lửa nhé mọi người nhé. Cốt là con này cốt săn được hay là ưng ấn săn được. Ấn mới 5 ngày thuần đã săn được em này rồi. Con lửa. Rất là siêu phết đấy. Con này là con đắc nhỉ. Đắc đen. Mấy anh em đang lội dưới kia rậm quá mình không theo kịp được mà quay. Bay đầu. Đây là con dễ run nhá. Chống nó nhiệt. Em chống nó đuổi tít em muốn mái nhiều tốc độ nó cao. Chống nó nhiệt ở cái đấy. Ưng ấn săn được. Ưng ấn chống. Dễ run quá là gầy mấy khi em. Cho nó lại cầm đứng chàng này. Được tầm 3 bốn con. Đang lên mái săn được con dễ run nó to phải gấp 3 lần con này bằng con bồ câu. Nó giống khác chắc giống. Nó có hoa hoa như này. Nhưng mà cái nó run nó nhiều hơn. Cái dễ run nó có nhiều kia, có cái loại đen đen ấy nó to hơn. Cái loại đen to hơn nhỉ. Tròn người luôn. Nhiều thì bay chống nó đuổi tít lắm. Đang cầm trên tay một em cắt lớn nha mọi người nhá. 20 cu. 20 triệu. Cắt lớn mái. Đẹp nhỉ.
đẹp cam mê mà nuôi. Bao đệ bây giờ hết gọi là đam mê chim rồi. Không biết nuôi. Không chăm được. Toàn thả nó bay lên trời. Chưa đến lúc thôi nhỉ. Môn thể thao thả tiền bay lên trời của Mao Đệ. Thả tiền bay lên trời. Cứ mua về vài hôm lại khoán cho một tuần bay mất là bay mất. Đẹp nhỉ. Cắt lớn đẹp thật. Quá đẹp. Trời cái đấy là cái định vị. Siêu phết đấy. Siêu. Đắp cho chó cái con này đi. Thuần chưa anh? Con này thuần chưa? Săn rồi. À săn thoải mái ạ. Săn nhiều cò lắm rồi. Cái định vị này là sao hả? Mau đệ cho anh chụp ảnh phát. Xa lắm. Kiếm đấu cò cho nó săn bây giờ nhỉ? Mau đệ. Được một cây không? Đệ. Cây. Săn được cây số. Cái này lắp cho con săn nhiều cò lắm rồi. Của anh săn ở đây. Mọi khi anh em mình đi chơi thì gặp rất nhiều cò nhưng mà đi săn thì lại không thấy đâu. Bịt có ngày thả là đuổi mùi nó vô lằng nhằng hết. Kiểu như hôm cầm súng thì chả thấy chim đâu mà hôm kia nhỉ. Hôm đi chơi thì đầy chim. Cò trắng cho... Cò trắng cò bợ được. Cho gót, gót đi săn cùng cũng được mà. Con này săn hay không? Không, cho con này nó đuổi trên hết xong bắt đầu thả gót ra cho nó. Lảo xả vô dưới. Con này ép cho cò không bay xong rồi thả con gót vô. Con này mà chó nó có vồ, nó có vồ nhau không? Có. Chó con này chó chó ở dưới làm gì? Chú săn nó vồ lẫn nhau nhờ. Sủng đất nó lại đả chó. Nó đả chó. Đả chó, chó đả cho con này mà cho gốt ở dưới thì nó lại săn luôn gốt à? Không. Nó đá. Nó đá. Con này đẹp chưa? Đá. Con này nhiều tiền không anh? 20 triệu rồi. Ủa thế? Có 20 triệu. 25. 25 triệu cơ? 25. Ây da. Bàng gì nhiều đấy, bàng to làm gì. Mau đệ cười đây xem nào. Mua được chục con này. Mua được đàn này. Trái ghê. Con này lao sao chim sẻ bằng con này. Con này giá của nó bằng chục lần giá con này. Con này to hơn rất nhiều. Đại bằng liền. Đắt. Đắt là ưng hay là đại bàng này? Cắt lớn. Đây con cắt lớn. Cali đớt. Đây là Cali đớt. Vua tốc độ của loài chim. Con này mái là lòng tốc độ khủng đấy. Tốc độ lúc nào bổ 300 mấy mà. Thế mà chim mồi của mình mà hở ra nó lao một phát. Nát bét. Nát bét. Quán vẫn đứt đôi. Có thuyền mà đi đá. Quán đá phát đứt này. Vút đứt này. 300 km trên giờ. Không rơi nhất. Tầm 300. 309 là quăng nhất là 309. Căng nhất nó có thể bay được 390 km trên giờ. Kinh điểm. Nó bổ mồi lên 309. Bổ mạnh lắm. Thế bảo cái vuốt nó đá đứt con cò mà. Anh cứ cho tay vào nó khoảng phát. Ừ. Mày cho vào quạt chim mày. Một phát đi đi cả cụm. Luôn. Một phát lại anh ơi chim em đâu rồi? Mọc lông chưa chim, mọc lông chưa? Chưa. Đấy lông này, chim này lông này. Ai bán để xin cái lông cánh thông điều cái nhỉ? Đó tết vào lông gà. Tết lông gà. Chắc lông nhiều hơn. Lồng đẹp á. Lồng đẹp nhá. Gọi là vua cả các loài chim săn mọi người. Đẹp nhá. Quá đẹp luôn. Hết ý. Chưa tìm được đối tượng. À, chưa tìm được mồi để cho con này nó thể hiện nhá mọi người. Phải có cò trắng. Nó có ý à? Đờ bù đắc à? Không, vừa quay đi quay lại không thấy đâu à. Con này lúc này tí nó hồ mau đệ một cái. Chắc châu à. Ông ra ông dắt trâu. Bãi này cắt đá mới sướng này. Chung ơi xăm trà cắt nha, trà cắt đây nhá. Nhưng mà cắt kia sợ nó lên cột điện. Lên phát là thằng xong. Cụ đi chân xem bên này. À, cố gắng bãi này chắc là sẽ quay cho mọi người xem được. Vừa thế đây xong. Như bên áo bèo bên kia kìa anh ạ. Ở đây này. Vừa mới tạt vào đây xong mà. Đấy. Úi giời chết mày à. Úi trời. Cuốc nha mọi người nha. Cuốc nha. Cuốc. Không biết cuốc bèo hay cuốc đen này bày nhanh quá mình cũng không để ý kịp nữa. Đấy. Đây là con gút hát của anh Trung nhá. Con này trị giá tầm 15 củ. Tiền nào của này đấy, săn chim rất là tít. Phê lắm. Giờ không biết nó đang đâu. À đây. Đây rồi. Gốc chuối luôn. À. À.
dễ run. Ô, thế lúc nãy còn một con cuốc ở bên kia nữa cơ. Con cuốc đúng ở chỗ đoạn đầu ao bèo ấy. Nhanh bắt nó sang để sang nốt con cuốc kìa. Ôi cuốc đen nhỉ? Con này con đen nhỉ, con cuốc này đen nhỉ? Ừ. Bay vào tận trong nhà dân mới bắt được nó mà nó vẫn ham cho nó chén luôn mọi người. Cho nghỉ. Đội kia thì đi vòng đồng bên kia không biết được không? Cho. Mọi người biết đây là quả gì không? Dương, mau để đang đi ăn trộm dầu. Đây nhá, bắt giới với anh Khang đều là đồng phạm nhá. Ui trời, lâu lắm rồi mình thấy quả dầu được ngon thế. Ừ, muối và chấm nhỉ. Ừ, muối gì? Ngọt thế này luôn muối. Bé mồm thôi. Ngon không? Ngon không? Rồi trộn vào này. Ui. Ngọt thật đấy. Nơi mà bắt rồi vẫn muối đấy. Hàng ơi, mang quả chu tiêu ăn 3 quả rồi. Nè. Ngọt cực, quả này hơi đỏ, hơi chua. Ngọt lắm. Chuẩn bị xe cho cắt lớn. Châu anh chỉ chỗ nào là bố anh chỉ nào mày chạy phi vào cho con cắt nó, cho con cò nó bung nó bay lên nhé. Bây giờ anh Trung nhá. Chuẩn bị cho cắt lớn săn mồi nhá mọi người nhá. Bây giờ là thằng nào đi bộ nhỉ? Quần Linh có quần nhưng mà thằng nào đi bộ nhỉ? Đại biết Linh có cá. Đuổi à? Nó giúp phải chạy đuổi hết bay để cho cắt vô nhá. Nhưng mà đuổi xa thì á anh? Ai à? Cắt đấy cây số em. Mọi người thấy con cò bự tần đằng xa kia chưa? Đây, đi lên cho mọi người xem nhá. Đây này. Cái sát sát anh Trung nhá. Đâu nhỉ? Từ em đang nhìn xem con cò bự nó đang ở đâu. Con nó đuổi nó đá chán mà. Đấy. À. Đó đây, gần cái chỗ cái bao kìa. Tít ở trên cái chỗ trắng trắng kìa. Đấy. Rồi. Ui, nó đuổi xa thế. Ui, phải dừng à. Ôi thôi chết rồi. Ôi, ôi chết rồi. Ui, nó lên tận đâu rồi ạ? Không bắt được. Lấy xe máy. Lấy xe máy đi. Ôi, kia con nhà chắc xe máy đi rồi. Wow, nó bay xa quá, không thể quay được. Ai xa. Anh em mình vừa mới lượn một vòng bây giờ mới thấy được nó. Đấy. Cắp đến nó tóm được đến bờ ao này nhá mọi người nhá. Sao bằng Google Map luôn. Vừa phải đi theo định vị kìa. Cứ tưởng là nó chạy ra mấy đằng kia. Máy thì lại không có mạng, mãi xong mới share được wifi. Biết là nó phóng ra đây. Ngay cả ăn hết gần hết rồi. Ôi thôi, thế này đi nướng gì nữa. Nó chán hết đầu với kia cả. Con một nửa. Đi tìm một vòng quanh làng rơi mất cả găng tay. Lấy xe máy đuổi đi. Khiếp thật. Rồi. Sau 15 phút anh em mình đi tìm con cắt lớn này thì bây giờ sẽ đến tiết mục cả anh em nhá. Triển khai tiết mục chén gà. Hôm nay cò nhỏ bắt không được, anh em mình ăn cò to. Không cần lúc toàn mà. Không phải là cò to, không phải là không bắt được mà là dễ bắt hơn. Mà hôm nay bắt thịt, nói chung là bây giờ chưa kịp thịt, phải chén cái này trước đã. Ui, nóng. Ui, già. Đây, chào anh em nhá. Mọi người. Anh em tôi đang ăn trưa lại ăn được cả con cò. Cắt vui rồi. Cắt lớn có ý gì như nào? Đây mới chưa là cái gì nhiều chung rồi. Thôi, nói chung là anh em mình hôm nay có một buổi đi săn rất là vui rồi mọi người ạ. Cùng đội chim săn Bắc Giang.
anh Trung chủ thầu. Nói chung là chim thì không kịp thịt mà cũng đấy, thế nên là anh em mình ăn chim đất. Đấy, đây là chim đất. Chim trời chạy phọt khói. Chim trời nói chung là đi tìm cũng khá là mệt, môn thể thao này phải nói là với anh em ở trên đam mê chúng chơi được. Quá là đam mê luôn. Anh em mình rô cái nhỉ? Đuổi tìm cắt. Anh em mình có những người pha nó lên cây rồi mới lại đi tìm cắt bằng định vị làm thế nó. Anh em uống nhá. Anh em uống nhá. Anh em xe đâu? Anh xe ơi. Vào đây ngồi đây. Ngồi đi. Đây là lo bia. Lái xe. Xe bia tốt. Không chơi được. Chơi được. Mặt lắm đấy. Nặng lắm. Là gọi xe khác về. Về đi bộ về. Anh em ăn đây. Uống rượu nhỉ? Đông nhóc tiếp ngày mai tỉnh mà. Ngày hôm qua là 11 giờ đêm mới đi mua. Nó toàn nhất rồi. Con gà to thì quay mình đấy. Cao đây, cao nó mềm quay mình đấy. Gà Bắc Giang đấy mọi người nhá. Cái thế. Gà neo đùi. Gà đùi thế. Gà neo đùi. Gà tổng ghim ấy. Hôm nay bọn anh ở đây cũng không để cắt trên đầu. Cắt là cỏ. 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 Nó đây, nó bay lên đây này. Ba con nó bay lên. Nó không bay được. Em ơi, đưa bác lấy xe. Ăn sau khi ăn uống xong thì anh em mình tiếp tục. Ấy, có vợ kìa. Đấy, vừa mới xả xuống kia. Tít đằng kia kìa. Xả lắm, tít đằng kia. Sau khi ăn uống xong anh em mình tiếp tục đi săn nha mọi người nha. Cứ lội đây, cái bị ăn này là khả ướt. Thằng đấy sâu mà anh vẫn cố dấn vào à. À, bảo đệ phát biểu về buổi đi săn cái nhỉ? À, vui. Hôm nay anh em mình có nói chung là rất là vui khi được đi săn cùng tất cả anh em Bắc Giang với đội chim săn Bắc Giang nhá. Ăn uống xong thì thật sự là ở khu đồng này nó ít chim quá, không bắt được. Thì anh em cỏ trắng là từ lúc nãy. Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Rất là cảm ơn tất cả mọi người nhá.